dùng bất cứ loại thuốc nào điều trị bệnh, tức là đang đưa những chất lạ vào cơ thể. Cơ thể có thể chấp nhận những chất lạ đó với phản ứng bình thường, không ảnh hưởng đến hoạt động sống. Nhưng đôi khi, những hóa chất trong các thuốc điều trị lại gây ra các phản ứng quá mẫn cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khác của cơ thể. Đó là tình trạng dị ứng thuốc, có khi chỉ là các triệu chứng nhẹ, nhưng cũng có thể nghiêm trọng như sốc phản vệ. Theo các chuyên gia y tế, trong số hàng trăm ca bị dị ứng thuốc hàng năm, thì các trường hợp bị sốc phản vệ chiếm khoảng 10%. Đó là tai họa khủng khiếp, là trường hợp nặng nhất của dị ứng thuốc có thể dẫn đến tử vong trong vài phút nếu không được cấp cứu đúng và kịp thời. Nằm trên giường bệnh sau hơn nửa tháng điều trị, chị Nguyễn Thị Lành ở Đông Anh, Hà Nội giờ mới tin mình vẫn còn sống. Tác dụng không mong muốn của một loại thuốc điều trị dạ dày được mua của một ông lang gần nhà, những tưởng sẽ giúp chị sớm lành bệnh, nhưng ngược lại. Một tuần sau dùng thuốc, toàn thân chị Lành đã nổi mẩn đỏ. Không dừng lại ở đó, tác dụng của thuốc không chỉ gây dị ứng thông thường trên da, mà đã khiến chị bị sốc nặng. Rất may, được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, nên chị Lành đã giữ được mạng sống. Uống thời gian thì thấy người khỏe và đi ngoài tốt. Nhập viện thì vừa rồi là dị ứng, tôi nói chung là tôi không biết là vì lý do gì, chỉ biết là mẩn ngứa khắp người đưa đi viện thôi. Cũng không may mắn hơn chị Lành, chị Hương ở Quảng Ninh vừa phải trải qua đợt điều trị thập tử nhất sinh. Nghe theo gợi ý của nhân viên y tế, chủ quan đoán bệnh dùng thuốc, tác dụng của loại kháng sinh điều trị ho đã hủy hoại cơ thể chị. Chị nhập viện trong tình trạng bị sốc nặng. Đi uống đến 5 viên ấy. 5 viên thì bắt đầu hai cái lòng bàn tay này này. Bàn tay này nó sẩn mụn lên, nó ngứa. Mỗi tháng, khoa dị ứng, miễn dịch lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục ca bị dị ứng hoặc ngộ độc thuốc. Không ít các bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng rất nặng, bị sốc phản vệ và gây hoại tử da, rối loạn đông máu, thậm chí là tử vong. Các bác sĩ cũng cho biết, trong số các ca bị dị ứng thuốc thì có đến hơn 10% bị sốc phản vệ. Sốc phản vệ là hiện tượng dị ứng rất nặng, có thể gây tử vong trong phút chốc nếu không được cấp cứu kịp thời. Đối với bất kỳ bệnh nhân dị ứng thuốc nào khi bị sốc phản vệ, cần phải điều trị đúng và kịp thời. Phản vệ có thể xuất hiện nhanh trong vài phút, nhưng cũng có thể xảy ra muộn. Người bệnh ban đầu cảm thấy khó chịu, lồng ngực như bị ép, có thể ngứa hoặc phù nề. Nguy hiểm nhất nếu phủ dây thanh quản gây cản trở hô hấp, có thể đe dọa đến tính mạng, hoặc co thắt phế quản gây cơn hen và tim có thể ngừng thở. Khi bệnh nhân có nghi ngờ bị sốc phản vệ sau khi dùng thuốc, tức là sau khi người ta dùng thuốc, tiêm thuốc sau một vài giây, một vài phút hoặc thậm chí là sau hàng giờ, bệnh nhân xuất hiện những dấu hiệu rất là đặc biệt, những biểu hiện lạ thường khi người bệnh nhân cảm giác thấy, đó là cảm giác tức ngực, khó thở, bệnh nhân cảm giác rằng hốt hoảng, rồi xuất hiện cái nhịp tim nhanh và thấy hồi hộp ở trên người và có thể khó thở, nghẹt thở, hoặc là nổi ban ở trên da dày đặc, hoặc là bệnh nhân có rối loạn tiêu hóa như là đi giải, đi ngoài không tự chủ, thì lúc đấy là biểu hiện một cái sốc phản vệ. Khi các bệnh nhân bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc sẽ được tiến hành cấp cứu theo các bước cơ bản sau. Trước hết tiêm adrenaline, tiêm bắc dung dịch 1/1000 hoặc tiêm tĩnh mạch dung dịch 1/1000. Đồng thời phải đảm bảo thông khí cho bệnh nhân. Kê đầu thấp và kê cao chân cho bệnh nhân thở oxy. Hồi sức tim mạch nếu ngừng tim, xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Cái việc đầu tiên là phải ngừng ngay cái thuốc mà đang dùng cho bệnh nhân.
đang tiêm cũng phải ngừng ngay, đang uống cũng phải ngừng ngay, hoặc là vừa tiếp xúc với cái thuốc đó là phải ngừng ngay lập tức. Việc thứ hai là chúng ta có thể dùng ngay cái adrenaline để chúng ta tiêm ngay vào bắp cho bệnh nhân. Người lớn là 0,5 ml, tức là một cái ống 1 ml, 1/1000. Trẻ em thì 1/3 ml đó, để tiêm vào bắp ngay cho bệnh nhân. Nếu cái tình trạng ấy chưa được giải quyết, trong vòng 5 đến 15 phút chúng ta lại có thể tiêm ống thứ hai và có thể tiêm ống thứ ba. Và sau cái thời gian đó thì chúng ta phải đồng thời với lúc đó chúng ta tiến hành gọi cấp cứu để đến bệnh viện. Cũng theo các chuyên gia y tế thì có thể sử dụng thuốc kháng histamine truyền dịch để giữ nước trong cơ thể cho bệnh nhân. Nếu có phù nề đường thở, có thể xịt thẳng adrenaline vào chỗ xương phồng. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp bệnh để có hướng xử trí cấp cứu những bệnh nhân bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc để đem lại hiệu quả tốt nhất. Đồng thời với những lúc đó để chúng ta có thể dùng thuốc giãn phế quản như dùng Ventolin, chúng ta xịt 2 đến 4 nhát một lần, và trong giờ đầu chúng ta có thể xịt được 3 lần như vậy. Chúng ta có thể tiếp tục dùng thêm nữa thuốc corticoid như là Methylprednisolone 1 mg trên kg cân nặng trong 4 đến 6 giờ. Tức là chúng ta có thể tiêm 1 đến 2 ống Methylprednisolone 40 mg tiêm tĩnh mạch. Cũng trong cái khoảng thời gian đấy, chúng ta có thể dùng cái thuốc khác nữa, kháng histamine H2, tức là thuốc chữa dạ dày, để chúng ta lại tiêm cho bệnh nhân như là răng tắc 50 mg, chúng ta có thể dùng 2 ống tiêm tĩnh mạch, hoặc là cimetidine chúng ta có thể dùng tiêm qua tĩnh mạch. Như vậy là chúng ta cùng một lúc chúng ta phối hợp rất nhiều thuốc để chữa về nâng cao huyết áp cho bệnh nhân. Các bác sĩ cũng cho biết sốc phản vệ xảy ra chỉ chiếm khoảng 10% trong số các ca bị dị ứng thuốc, nhưng nguy cơ tử vong ở những trường hợp này rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngoài sốc phản vệ là trường hợp nặng nhất, nhiều bệnh nhân dị ứng thuốc còn biểu hiện bằng những cơn hen phế quản. Đối với các trường hợp này, ngoài xử trí cấp cứu theo phác đồ thông thường dành cho bệnh nhân bị dị ứng thuốc, thì cần sử dụng thêm thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh như dùng Ventolin hay một số khác như corticoid. Còn đối với một số trường hợp bị viêm loét một số bộ phận trên cơ thể thì cần kết hợp nhiều biện pháp điều trị phức tạp hơn. Bệnh nhân có thể bị hội chứng Stevens-Johnson và Lien, tức là bị có viêm loét các hốc tự nhiên, có tổn thương ở trên da, tình trạng bệnh nhân nặng và có tổn thương các cơ quan nội tạng. Thì khi bệnh nhân vào được, chúng tôi yêu cầu phải ngừng ngay cái thuốc đang dùng và đã dùng. Thứ hai là được điều trị hai hội chứng này như điều trị hai hội chứng trên một người bệnh, là sử dụng thuốc chống giống như điều trị bỏng, tức là phải bồi phụ đại nước, điện giải, dinh dưỡng và chống nhiễm trùng, và sử dụng thuốc chống dị ứng gồm có corticoid, gồm có kháng histamine H1. Ngoài các trường hợp trên thì dị ứng thuốc có nhiều dạng khác nhau. Thông thường có thể gặp các trường hợp bị ban đỏ, viêm da bong vảy, mề đay, da nhạy cảm ánh sáng, viêm mao mạch hay bệnh huyết thanh. Tuy nhiên, đó đều là những biểu hiện không quá nặng của triệu chứng khi bị dị ứng thuốc. Đối với các trường hợp này, điều trị bằng phác đồ thông thường, bệnh nhân có thể sớm phục hồi trong 1 đến 2 tuần. Cả các thuốc đều có khả năng gây ra phản ứng có hại. Trong số các loại thuốc gây dị ứng, kháng sinh là nhóm thuốc xếp đầu bảng, chiếm tới hơn 50%. Các thuốc kháng sinh thường gây dị ứng bao gồm penicillin, ampicillin, streptomycin, sulfonamid. Kế đến là các thuốc điều trị động kinh, thuốc giảm đau, kháng viêm, giảm sốt, vitamin. Dị ứng thuốc do đường uống nhiều nhất, chiếm tới hơn 70%. Thường gây ra các hội chứng loại hình dị ứng muộn, tiếp đó là đường tiêm chích, chiếm gần 20%. Trong các trường hợp dị ứng với kháng sinh thường xảy ra, đáng lo ngại nhất là penicillin và nhóm beta-lactam. Đây là kháng sinh đầu được tìm ra và áp dụng vào điều trị. Và cũng chính penicillin gây sốc phản vệ do dùng kháng sinh. Thuốc đông y đứng thứ 3 trong số các nhóm thuốc gây dị ứng. Đây thực sự là điều rất đáng báo động, vì người dân vẫn thường quan niệm không những các thuốc đó lành tính, không độc mà còn mát, bổ và hợp với tạng người Việt. Vì vậy,
mọi người cứ thoải mái sử dụng mà không cần đề phòng. Tất nhiên khi đã bị một bệnh dị ứng như thế mà không được điều trị ngay lập tức, không được cấp cứu ngay lập tức, không được điều trị đúng thì hoàn toàn có thể nguy hiểm cho bệnh nhân. Ví dụ sốc phản vệ có thể gây ra tử vong trong một vài giây, trong một vài phút hoặc một vài giờ sau đó. Thứ hai là bị hội chứng Stevens-Johnson hoặc Lien. Nếu không được điều trị thì bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng, sẽ mất nước, mất tất cả các chất điện giải, mất dinh dưỡng thì cũng có thể gây ra cái nguy cơ tử vong rất cao. Hoặc là những trường hợp mà bị tổn thương ở ngoài da thì hay là khó thở cũng không được cấp cứu ngay như là hen phế quản thì cũng có thể gây tử vong khi bị suy hô hấp cấp. Ngoài ra thì những cái trường hợp mà nhẹ mà chúng ta không được điều trị đến nơi đến chốn thì nó sẽ làm trở thành bệnh càng ngày càng nặng hơn để phát triển những cái phản ứng sau tiếp đó. Tùy theo cơ địa mà người dùng thuốc có thể bị dị ứng với bất cứ thuốc nào, kể cả những thuốc bổ, thuốc nam. Ở những người có cơ địa dị ứng, việc dùng thuốc gặp rất nhiều khó khăn. Có người xuất hiện các triệu chứng dị ứng thuốc ngay sau khi uống một vài giờ, nhưng cũng có khi sau một vài ngày, thậm chí là hàng tuần. Đáng lưu ý là trong rất nhiều trường hợp thấy bị sốt, ngứa, nổi mề đay, bệnh nhân lại nghĩ rằng mình bị một bệnh khác và dùng thêm vài loại thuốc nữa càng làm cho tình trạng dị ứng thuốc trầm trọng hơn. Chưa nói đến các loại thuốc đã quá thời gian sử dụng, thậm chí là thuốc giả. Khi đó, các loại thuốc này không chỉ hết tác dụng mà có thể biến thành chất khác gây ngộ độc cho người sử dụng. Mặt khác, tình trạng tự điều trị và sử dụng thuốc bừa bãi, không ít trường hợp tự kê đơn cho mình hoặc nhờ người bán thuốc kê đơn đang khiến cho vấn đề dị ứng hay ngộ độc thuốc trở nên trầm trọng hơn. Cũng có một thực tế là từ trước đến nay, nhiều bệnh nhân mua thuốc, họ ít khi nhận được sự cảnh báo từ các dược sĩ về tác hại không mong muốn của thuốc. Nói chung là chúng tôi bây giờ có bệnh chưa? Thì cũng đi đến các cơ sở y tế, rồi những cái hiệu thuốc ấy, là chỉ kể họ là mình bệnh này họ phát thuốc cho mình uống thôi. Họ ví dụ mình bảo đau đầu chẳng hạn thì họ đã bán cho là thuốc đau đầu về uống. Chứ cũng có người uống thì là nó khỏi mà cũng có người ứng thì nó lại dị ứng. Cho nên là nhiều thuốc bây giờ cũng là thuốc giả cũng nhiều mà thuốc thật cũng nhiều. Cho nên là đôi khi là uống mà chỉ biết uống vậy thôi. Mà khi mình đã uống rồi mà không may nó mà xảy ra gì thì chỉ có lên tuyến trên thôi. Cứ như thế, dược sĩ thì vô tư bán thuốc, còn người bệnh chủ quan nên cũng nhiều dùng. Còn tình trạng dị ứng hay ngộ độc thuốc thì vẫn chưa giảm về số mắc và số ca tử vong.